cả nhà đã đến với kênh Thanh Trúc Channel nha. Hôm nay chúng ta sẽ ăn một cái món cá đặc biệt luôn, đó là cá lau kiến. Con cá này nếu mà các bạn ở miền Tây thì sẽ biết nhiều hơn nha. Ngày xưa thì ít có ai ăn con cá này lắm và nó không có bán đâu, nhưng mà bây giờ thì nhiều người ăn hơn và nó trở thành một trong những cái món cá mà có mặt tại một số quán nha. Thì con cá này mọi người có thể làm hai món, đó là nướng hoặc là nấu lẩu. Nấu lẩu thì mọi người nấu giống như gà, mà gà nấu nấu lẩu vậy đó, nấu hầm sả đó, thì con cá này mọi người cũng có thể nấu lẩu như vậy. Hoặc là nướng thì hôm nay mình sẽ nướng nha. Cá này thì mình mua do mình đi làm không có thời gian, cho nên là mình mướn người ta, mình mua của người ta làm sẵn luôn, và người ta sẽ làm sạch rồi bọc sả mình, và mình sẽ đem nướng ha. Mình sẽ bọc sả bên trong, bọc sả con cá, buộc sả nè, và ở trong mình chẻ ra và mình để sả vô luôn như thế này ha. Rồi sau đó mình về mình sẽ đem đi nướng. Mình nướng xong á, thì khi mình ăn á, thì mình sẽ bóc bỏ cái lớp da của nó và mình ăn phần thịt bên trong. Thì phần thịt bên trong ăn rất là ngon, nó dẻ thịt, nó ngọt thịt như là thịt gà vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt lên và mình nướng nha. Mọi người nếu mà có bếp than á, thì nướng sẽ rất là thơm ngon luôn. Còn mình á, thì mình không có xài bếp than, cho nên mình sẽ bỏ vào lò nướng và mình nướng theo kiểu hiện đại. Nó sẽ nhanh và nó cũng là rất là ngon nha, bởi vì mình ăn cái lớp thịt ở bên trong thôi. Và mình ăn kèm với lại là một chút xíu rau xà lách, xoài sống nè, mình sẽ đâm muối ớt nữa. Mình có thể là ăn kèm với bún cũng được đó, để giống như một món ăn bình thường trong cái một ngày vậy thôi. Còn không thì mình ăn không ăn chơi vẫn được nha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào lò và mình nướng. Cá sau khi chúng ta nướng, mọi người thấy không, nó rất là thơm và thịt nó bắt đầu nó nứt cơ luôn. Thịt nó rất là chắc và nó nứt ra. Đây là có trứng đó nè, trứng nó màu vàng nữa đó, có trứng nữa. Thì bây giờ mình sẽ gấp ra và mình ăn nha, rất là thơm luôn. Mình quấn sả với mình bỏ sả trong cái miệng của nó, từ cái đầu của nó trở lên á, nó rất là thơm luôn, cái trứng nó vàng tươi luôn kìa. Và bây giờ mình gấp ra nha. Và đây là thành phẩm của chúng ta nha, đây là món cá nướng của chúng ta đây, mọi người thấy rất là hấp dẫn không? Và cái món này mình sẽ ăn kèm với xài sống nè, một chút xíu xà lách nè ha. Rồi cá, thịt cá rất là ngon luôn. Mọi người thấy không, cái trứng của nó kìa, cái trứng của nó rất là vàng ươm luôn á, rất là ngon ha. Mình để sả vô á, mình lồng cái sả vô phía trong á, rồi xong rồi mình buộc sả nữa đó, thì mọi người sẽ thấy rất là hấp dẫn luôn nha. Đây, để mình lấy cái đầu đũa mình nè, mọi người sẽ thấy cái phần thịt của nó nè, rất là chắc thịt luôn. Và mình ăn mình sẽ gỡ cái lớp vỏ này nè, cái lớp da của nó ra, tại vì cái lớp da của nó rất là cứng, cứng ngắc luôn hả, cho nên mình không ăn được. Và mình sẽ bắt đầu tách cái phần thịt này nè, mình chấm với lại muối ớt chanh nha. Muối ớt chanh rất là cay cay chua chua ha. Mình lấy thịt nè, thịt nó rất là dai, rất là dẻ luôn, và mình chấm với lại muối ớt chanh, ăn kèm với xài sống, một chút xíu xà lách nữa rất là tuyệt vời luôn nha. Đây, còn cái này là mấy bông hồng của mình á, mình trồng xong rồi mình lấy cái cánh hoa mình bỏ vô nước rồi mình trang trí cho nó đẹp đó mà. Mọi người thấy không, rất là ngon luôn, rất là hấp dẫn luôn. Và hai con cá này á, thì mình mua là 1 ký, hai con cá này 1 ký, họ làm sạch cho mình. Thì mình về mình chỉ chế biến thôi. Thì cái hai con cá này là 1 ký là 65.000, họ làm sạch dùm cho mình luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ăn nha. Cái mùi cá mà mình nướng với sả nó thơm lừng luôn, và thịt rất là chắc. Thịt của con cá này á, như là thịt gà vậy đó, nó rất là dẻ thịt. Và mình có thể là nấu lẩu nha, để bữa nào khi nào mà ăn xong hết cái đợt này đi, mà khi nào mình rảnh mình sẽ nấu lẩu cho mọi người xem nha. Hai con nè, 1 ký nè, mà có 65.000, họ làm sạch hết trơn luôn. Thì mình về mình chế biến, mình ăn. Nhà mình sẵn có xoài và một chút xíu xà lách nè, mình sẽ ăn kèm cho nó ngon, nó đỡ ngán ha. Tại vì nhiều khi mình ăn cá không á, thì nó cũng ấy. Mình có chút xíu rau vô nữa, mình mà xài nó chua chua nữa, chấm thêm muối ớt, chanh nữa, nó chua chua cay cay, thật là hấp dẫn. Đây, ngon quá ngon luôn. Nhìn trứng của nó nè, wow, trứng của nó nè, quá trời ngon luôn. Và bây giờ thì
cũng trễ rồi, tại chiều mình về mình mới làm, thì bây giờ mình cũng rất là đói bụng, cho nên là xin phép mọi người mình được ăn nha. Vì thơm quá thì thơm luôn rồi, chịu không nổi rồi. Và nếu mọi người yêu thích kênh của Trúc thì hãy nhấn nút là đăng ký và nhấn chuông ở bên phải màn hình của kênh YouTube á, Thanh Trúc Channel Bếp Nhà Phù Thủy nha. Thì có thể cập nhật thêm nhiều món ăn ngon hấp dẫn hơn để cập nhật thêm vào menu thực đơn mỗi ngày của gia đình mình. Và bây giờ cho Trúc xin phép ốp nha, để ăn thôi đói bụng quá rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video clip gần nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.